Thật ra phương pháp này cũng có người chia sẻ rồi chứ phải không, nhưng mà mới chỉ chia sẻ về hình dạng sinh dầu thôi, chứ có làm về hình dạng màu nước. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn là làm cái phần dạng màu nước luôn. Thì mùa dịch nên thấy mọi người nhà buồn đó, mình cũng buồn đó, nên nếu mà các bạn biết cách làm cái này thì có khi có thể làm vọc vọc á, làm tranh treo rồi này kia vui với thời gian được, mà mọi người cũng thích nữa, người trong gia đình thích làm tặng người yêu này kia. Là như bên Colorbook nó vẫn có làm online, giao tranh online sao, giao hình online á. Mình coi qua vài tấm hình mà mình đã từng bàn mình làm giả tranh nha. Đây là mình chụp cho váy cưới cho bạn Jenny, bạn Trang, Jenny Baby. Mình làm một số tấm là mình làm thử thôi, nhưng mà thấy cũng được được, cũng đẹp, mình khoe luôn. Đây là hình chụp gia đình mình ở ngoài Vũng Tàu nè. Đó, đây là hình gốc nha, hình gốc là như thế này. Còn đây là hình sau khi giả tranh màu nước. Đây là chụp hình cho bạn Diễm. Tấm hình này là chụp lookbook cho bên Lam House. Mình thấy đẹp quá nên mình làm màu nước luôn. Đây, tấm hình gốc là tấm hình này. Bạn Diễm, mắt rất là mơ màng. Đây cũng rất là Diễm, nàng thơ của mình, nàng thơ ruột luôn. Cũng là một tấm hình chụp lookbook. Có một vấn đề là những tấm hình mà về dạ tranh á, thì các bạn nên chọn những tấm hình mà nó có độ sâu một chút xíu, thì là hoặc là có những mảng màu nó đối lập á, thì hình nó lên nó sẽ đẹp. Còn nếu mà hình nó nhạt nhạt quá thì lên hình nó không đẹp đâu nha. Ví dụ nhất là cái mũi, các bạn thấy cái mũi không, nó nếu mà hình nó bị flat quá thì sẽ không nhìn rõ cái mũi, giống như bị mất mũi vậy đó. Lên hình tranh nó bị mất mũi nhìn nó rất là xấu, nên các bạn chọn những tấm hình nào mà đường nét nó rõ ràng thì lên hình dạ tranh nó sẽ đẹp. Đây là Khánh Ly, MC Én Vàng của HTV. Rất là xinh, rất là quyến rũ ha. Lên hình tranh nước cũng đẹp. Mình rất là thích cái này. Đây là bạn Uyên, Phương Uyên. Đây là tấm hình gốc. Đây là tấm hình màu nước. Vẫn là Phương Uyên. Đây là Lam. Tấm hình Lam này mình làm hai tranh luôn. Một là sơn dầu, hai là màu nước. Nó không thể nào giống hoàn toàn so với tranh vẽ nha, chắc chắn là điều đó. Hàng phách thì không thể nào mà so với hàng rêu được, và cũng không thay thế hàng rêu được. Nhưng mà làm nó, mình thấy độ giống của nó là 80-90%. Và khi mà in ra, mình in ra trên giấy canvas, nghĩa là giấy mà người ta để vẽ tranh ấy, nó gần như thế, thì nó có độ rám, độ thật nó rất là tốt. Khách của mình tới studio nhìn những tấm hình, tấm tranh mình in lên đó, thì đều hoàn toàn bất ngờ, ai cũng thích hết trơn đó. Diễm, đây là hình vợ mình, một tấm duy nhất. Cái này gọi là trùm ninh vợ là vậy đó, lúc nào cũng có thể đưa vợ mình vô rồi để xin xỏ này kia, mỗi lần cần xin xỏ gì thì cứ đăng hình vợ đẹp lên rồi viết những câu ngôn tình. Đó là bí mật của mình. Đây là chân, tấm này không đẹp lắm. Tấm hình gốc rất đẹp, nhưng tấm hình màu nước thì thật sự là mình không ưng. Nó bị loang lộ quá đà, các bạn thấy không? Nó bị loang lộ quá đà. Mình cho coi, mình để các bạn coi qua xong rồi mình hướng dẫn cách làm sau nha. Đây là Hà Duy Lê, rất đẹp trai. Lên hình bằng, các bạn thấy không? Cái mũi nó mất tiêu luôn. Hình giả tranh không phải lúc nào cũng đẹp nha. Tấm này nó đẹp chứ không, nhưng chứ không phải là không đẹp, nhưng mà cái mũi mất tiêu rồi nè. Nó khó để phục hồi lại lắm. Đó, những tấm hình này cái đường nét mũi nó mất, nó không có rõ ràng. Cái tấm hình gốc nó không có rõ ràng, nên khi mà giả tranh á thì cái đường mũi nó mất luôn. Nên khi mà chụp hình hay là hậu kỳ thì các bạn làm rõ nét cái mũi trước, rồi những đường nét trước rồi hãy làm giả tranh thì nó sẽ đẹp. Còn như về màu sắc này kia thì nó rất là ok. Đây là hình của bé, mình quên tên, bé là bạn của Kem. Tấm hình gốc nè, tấm hình màu nước nè. Đây là lời Diễm. Tấm này là tấm mình nói Diễm bay nhảy lên rất là đẹp. Hai anh em phối hợp anh rơ ghê. Lúc này còn chụp mới mua Canon R. Đây là Lan Thi, tấm hình gốc của Lan Thi. Tấm hình giả tranh, các bạn thấy không? Nó bị lỗi phần mũi luôn luôn, là rất là khó. Nhất là cái kiểu chụp của mình là cái kiểu chụp nó hơi flat, nên những cái tấm như vậy lên giả tranh nó không có thật sự là xuất sắc. Đây là hình bé Kem, đây là hình bạn Duy,
Đây, các bạn thấy không? Nó lên đường nét ở mắt nè. Đây là có cái đường mũi luôn. Và lên cho anh giả màu nước á, màu nước thì cái đường nét nó rất là khó nên nó dễ dàng bị mất. Đây tấm này thì tấm này đây các bạn có thể thấy tấm này đường nét nó khối nó ra rõ ràng nên ra khi mà giả tranh á thì nó nhìn nó đặc sắc và cái mảng màu sắc nó như trong này nó nhiều, nó lên hình rất là đã. Đây, rồi. Các bạn rồi. Thì trong cái cách này là cách mình thấy mình ưng ý nhất. Cách bình thường đó là các bạn sẽ là lấy một cái tester của một bức tranh hoặc là của cả bản canvas hoặc là của cái gì đó mà có tester nó giống như tranh ấy. Rồi các bạn đặt lên trên tấm hình đó, sau đó dùng blend mode supply hoặc overlay các bạn đè lên và các bạn masking nó để tạo ra cái tester. Thì cái cách đó là cách thông dụng và dễ 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 làm nhất, nhưng mà nó là không hiệu quả ở chỗ là nó chỉ già được cái mặt bề mặt tester thôi, chứ và cái brush cái đường cọ của người vẽ tranh ấy, là vẽ tranh người ta vẽ bằng cọ nè, bằng những cái dụng cụ, những cái dụng cụ của dân dân vẽ tranh sơn dầu thì nó lại không có. Hoặc cái mạng màu của sơn dầu mà màu của nước, màu nước nó rất là khác mà màu của digital, nên cái cách này nó sẽ làm được điều đó. Thì đây, cái cách này nó là script chứ nó không, mình không có sáng tạo gì hết nha. Mình chỉ lấy script, mình mua script của trên trên mạng á, mỗi mỗi cái cũng cả tiền triệu á, mình mua script đó là mình làm thôi. Thì bây giờ mình chia sẻ với các bạn ha, nó sẽ có ba cái folder như thế này ha. Trong đó cái folder đầu tiên á là cái Epic Spot này chính là cái hiệu ứng chung để cài đặt hai cái kia. Thì đầu tiên các bạn sẽ bấm sẽ phải dùng cái này, dùng cái này trước. Rồi đầu tiên là các bạn vô file script browse, thì browse vào cái đường cái file cài nó giúp mình. Plugin dạ tranh vẽ. Rồi vào cái Epic Spot này, đầu tiên các bạn sẽ chưa có Epic Spot thì các bạn vào cái Epic Spot này các bạn cài giúp mình ha. Rồi cứ bấm vô cái đuôi GSX này là ok. Sau khi cài được nó thì các bạn sẽ có cái này. Cái này nằm ở đâu? Cái này sẽ nằm ở Epic Spot này, nó sẽ nằm ở phần Window Extension Epic Spot. Rồi, ở đây Epic Spot thì lúc vào đầu các bạn sẽ chưa có hai cái này. Đây là hai cái màu, một cái là màu tranh sơn dầu nè, một cái là màu nước. Lúc đầu các bạn sẽ chưa có hai cái này nha. Thì các bạn bấm vô cộng ở đây. Đó, các bạn bấm vô cộng ở đây, các bạn đi vô cái phần vô tranh sơn dầu trước đi ha. Thì là cái Element Real Paint FX này, các bạn click vô. Rồi, cái Use with Epic Spot đây. Rồi, các bạn bấm vô đây là các bạn sẽ cài được cái tranh sơn dầu. Click vô, Open là xong. Thì nó sẽ hiện ra được cái phần tranh sơn dầu này. Tiếp theo là cái phần màu tranh màu nước. Thì các bạn là tiếp tục bấm cộng. Và các bạn vô cái đường dẫn của cái tranh màu nước. Đây là Watercolor FX. Thì ở đây nó sẽ có hai folder, Step 1 và Step 2. Step 1 tính là cái cài cái Epic Spot đầu tiên, nên các bạn có thể bỏ qua nếu mà đã cài rồi nha. Các bạn sẽ bấm thẳng qua step 2 và các bạn cài cái file GSX này vô, thế là xong. Thì các bạn sẽ có được hai cái hiệu ứng ở đây. Hai cái hiệu ứng đó nằm ở chỗ Window Extension Epic Spot vô. Mở ra là sẽ thấy hai cái. Tiếp nha, bây giờ ví dụ như mình lấy tấm hình này, mình làm cái sơn dầu trước cho các bạn coi ha. Để cho nhanh thì mình sẽ xem mình đã resize cái tấm hình này trở về hai cạnh dài nhất là 2048 trước rồi cho nó nhỏ. Rồi các bạn cứ mở ra, các bạn bấm vô Real Paint FX này, bấm Apply This Effect. Các bạn thấy hình con chim này không? Hình con chim này chính là cái mô phỏng hiệu ứng sơn dầu. Apply This Effect. Rồi ngồi chờ. Rồi đây là kết quả của chúng ta. Kết quả của chúng ta đây, các bạn thấy không? Before after nhé. Before after. Như vậy thôi là đã ngon lành rồi, không cần gì sửa gì luôn á. Quá đẹp. Mình cho các bạn coi nha.
Đây, cho các bạn coi này nha. Các bạn thấy không? Đây là tấm hình mình đã in ra từ cách làm này. Và những người bước vào trong studio của mình 100% luôn chứ không phải 99% là đều nghĩ đây là hình vẽ, là tranh vẽ chứ không phải là hình in. Hình in trên chất liệu gì vậy? Canvas. Nó có độ rám, các bạn mọi người sờ vô vẫn thấy độ rám. Tất nhiên là hình sơn dầu nó sẽ có những độ gồ ghề như thế này nè, nhưng mà những người mà chưa không có vẽ trên sơn dầu họ không biết, còn những người mà vẽ trên sơn dầu rồi thì họ rờ vô họ mới biết, còn họ đứng mà khoảng cách khoảng 2m 3m là họ không nhận ra luôn, là họ cũng rất là ngạc nhiên là sao mình cứ photography mà vẽ đẹp đến thế, vẽ giỏi đến thế, không vẽ mình chỉ photoshop thôi các bạn. Rồi mình quay lại cái hiệu ứng nhé. Vấn đề là thế này, hiệu ứng này như thế này rồi, nó đẹp sẵn rồi, nó đẹp rồi á, nhưng mà mình vẫn nên chỉnh sửa thêm một chút. Ở đây nó có rất là nhiều layer, trong đó là có những layer về cái tester này, các bạn có thể thấy đây layer về tester không? Những cái cụm, những cái group về tester, những cái group về độ nổi khối, về cái level, cái review, cái gọi là gì ta, pen level của nó này. Đó, đây các bạn bấm mở các bạn sẽ thấy nó có sự khác biệt. Nếu mà bỏ này ra thì nó không khác gì là mình đang in một lớp tester lên thôi, không có gì hết. Nhưng mà khi mà để cái này vô, có cái pen level này vô thì các bạn thấy là nó rất là giống trên sơn dầu thật sự. Thì đầu tiên các bạn vô cái folder mà cái layer mà nó có màu đỏ cái mắt này, cái review back, các bạn chỉnh sửa lại chút xíu ha. Các bạn bấm vô chọn brush giúp mình là 0% thôi, hardness 0% ha. Ok, để mình tắt tiếng Việt, nhớ tắt tiếng Việt trước ha. Cái này chuyển qua màu, cái masking của nó đang là màu đen nên mình chuyển qua brush màu trắng để 100%. Mình sẽ xóa bỏ những cái nó hơi lố, tại vì nó sẽ không phân biệt được đâu là mặt người, đâu là những chỗ khác, nên mặt người nó có những cái vết đen như thế này nè, mình không thích lắm, mình sẽ xóa đi, nhìn cho nó đỡ dơ. Đó, nhìn nó đỡ dơ hơn. Ở chỗ mũi nè, những chỗ nào bạn thấy không hợp lý thì bạn sẽ masking nó đi nha. Đó, còn cái phần pen level này bạn cũng có thể tạo một cái masking màu trắng và dùng brush màu đen, mình dùng opacity 50, chuyển qua 50 nha, rồi mình bôi bớt nó một số, ví dụ như mình muốn cái mũi này chỗ này rõ hơn, mình sẽ để đó, mình sẽ bôi lên nó rõ cái mũi hơn. Tất nhiên là nó sẽ mất đi một chút về cái level, một cái hiệu ứng painting, nhưng mà không sao, mình lựa chỗ mình làm thôi chứ không phải là làm hết cái toàn hình, ví dụ như vậy. Đây mình muốn cái tóc cái chỗ này nó rõ ràng hơn chút xíu, nó không bị lẫn vô, thì mình click vô, mình để là 50% opacity nha, nên có thể click nhiều cho nó đến cái độ rõ hay không. Đó, các bạn có thể thấy. Rồi, còn nữa nè, cái vân ở đây có những cái tester vân giống như vân giấy á, nó đi qua mặt mình không thích, nó đi qua mặt rất là xấu ha, mình sẽ xóa nó đi. Mình mở cái group này lên, mình xem cái đó, à đây, đó chính là cái layer này. Mình tạo cái masking màu trắng, mình dùng cái brush màu đen và opacity là 0% nha. Mình sẽ xóa cái này đi, nó đi ngang mặt nó rất là bực mình, nhìn giống như là móng mình bị thẹo mà thẹo á, mình không thích, mình muốn móng mình lúc nào cũng phải đẹp. Tất nhiên là không xóa hết, để lại những chỗ nào nó không ảnh hưởng. Đó, ví dụ như vậy, trước sau đó, đơn giản là vậy thôi. Thì cái phần cái tấm hình này nó khá là đơn giản rồi, nên mình thấy nó đến đây là đẹp rồi, không cần làm gì hết. Nếu mà các bạn muốn thêm nữa thì mình chỉ cho một cách thêm, đó là mình thường mình sẽ thêm hai cái layer màu, một cái là mình dùng cái adjustment color lookup nha. Đầu tiên là một cái warm, đây cái này, tất nhiên là mình sẽ để cho nó là masking màu đen, lát nữa mình sẽ tô những chỗ cần tô. Một cái nữa cũng là color lookup luôn, nhưng mà mình sẽ để nó là winter. Mục đích của hai layer này là gì? Mục đích của hai layer này của mình là mình muốn tạo thêm cái độ tương phản nó nóng lạnh, tại vì trong tranh vẽ mình thấy là
đa số hạ sĩ người ta sử dụng tương phản ấm lạnh rất là nhiều. Màu phần đó, màu ấm mình sẽ chuyển qua brush màu trắng nha. Opacity mình để là 50 thôi. Rồi click vô đó, click vô những chỗ mà mình cảm cần nó đậm đà hơn. Rồi phần màu xanh cũng vậy, phần màu xanh thì nó sẽ tương phản, thường thường là những cái vùng cái highlight mình sẽ hay để màu xanh, mình chỉ để 20% opacity thôi, mình click vô những chỗ mà nó là highlight hoặc là cái màu xanh như thế này. Rút lại đây này. Trước sau, trước sau của hai cái layer mình mới vừa thêm nhé, hai cái layer color lookup á. Đây các bạn sẽ thấy là cái độ tương phản nó tăng lên rất là rõ rệt, và in cái này in ra nhìn nó mới giống cái tranh thật, tranh vẽ thật. Cái này là tương phản nóng lạnh, tương phản màu sắc. Các bạn chụp hình các bạn hay để ý tương phản là giữa highlight sơ đầu này kia nhiều, nhưng mà thực chất là khi mà mình làm màu á, mình rất là quan trọng cái tương phản nóng lạnh. Đó là lý do mà cái hình của mình nó cũng sẽ nhìn nó đã mắt hơn là hình bình thường. Đó, các bạn thấy ok không? Các bạn mình phóng to ra không? Trước sau. Mình phóng to ra cho các bạn thấy tester đấy nha, 100% nè. Ok, mình coi nha, coi từng phần một ha. Đây cái mắt nhìn rất là đã, 100% nhìn rất là đã. Cái môi nè, bạn này là bạn V Max, bạn V Max, một bạn mẫu mình cũng rất là thích luôn, tại cá tính bên ngoài rất là xinh đẹp và cá tính. Đây là màu chanh xanh dầu, giả chanh xanh dầu nhé. Cách làm rất là đơn giản, cái nói chung là các bạn có file cài, file đó mình mua rồi, đó là xanh dầu là mình mua, còn file màu nước là anh Long Nguyễn Jun Đất á, anh share lại cho mình, sau khi mình share xanh dầu cho anh, hai anh em share với nhau. Thì mình có xin phép của anh trước khi mình share cái này cho các bạn rồi, nên các bạn không tốn tiền gì hết, cứ ở nhà làm thoải mái. Có cái gì khó hay là không hiểu hay là cài đặt không được thì cứ nói mình. Cái cài đặt thì rất là dễ, đơn giản. Thì đầu tiên là cài cái Xbox bằng cách là mở file vào một Photoshop, mở cái chỗ file nè, cái phần script nè, cứ browse nó là xong. Rồi sau khi có cái Xbox rồi thì các bạn vào cái phần Windows, phần extension, nó sẽ có Xbox ở đây, các bạn bấm Xbox và bấm dấu cộng để load cái hai cái hiệu ứng này vào, thì mình sau khi mình load sẽ có được hai cái này, rất là dễ, không có chút nào hết. Cái khó nhất là cái tìm ra được hai cái thằng này, tìm ra được hai cái thằng hai, tại hai thằng này nó không được thông dụng ở Việt Nam và nó phải tại mình nghĩ là nó phải tốn tiền nên mọi người không có dùng nó, và mọi người khi mà dùng nó cũng không biết ứng dụng như thế nào cho nó hợp lý. Cái color lookup là nó có sẵn trong Photoshop rồi nha. Đây mình mở cái mình mở adjustment layer, anh biết dùng adjustment layer này không? Đây là các adjustment layer, thì đây nó có phần color lookup này đó, bấm vô thôi, bấm vô là nó sẽ ra thôi. Quan trọng là sau khi anh đây phần color, nó sẽ có nhiều lúc ở trong này, nhiều lúc sẵn ở trong này, mình không cần phải cài thêm gì hết á. Em như nó có cài thêm được á, nhưng mà em không có cài, em thấy hai cái nó quá đủ rồi, cái qua và cái winter là quá đủ rồi, nó là lúc, nó bản chất của nó là lúc. Thì khi mà ấy xong thì anh nhớ đổi cái mask này qua màu đen, rồi mình dùng brush màu trắng thì mình tô lên nha. Cái opacity thì mình gia giảm tùy theo cái khẩu vị của mình. Màu nước nó rất là nặng nên mình sẽ phải resize cái hình này xuống cho nó bớt 1.200 đi. Ok. Rồi. Bây giờ là màu nước thì các bạn chỉ việc là bấm vô đây vào Windows extension Xbox. Mình đã cài cái watercolor rồi. Từ từ nha, bạn Lê Minh hỏi như vậy anh có nói thể loại này phụ thuộc nhiều vào sống mũi, vậy có những tấm hình làm thể loại này nó không phù hợp phải không anh? Đúng rồi, mình sau khi mình làm, như mình nói hình chân dung thôi nha, hình phong cảnh thì làm mấy cái này nó dễ đẹp lắm. Hình phong cảnh thật sự luôn là nó
tại vì nó lãng mạn, nó thơ, nó ạc sẵn rồi á, nên chụp hình lên nó đẹp lắm. Nhưng mà mặt người thì rất là khác. Mặt người tại vì ví dụ như mình nói là mặt người tự nhiên có một cái vết mực nó to đùng ngay chỗ này thì mình bắt buộc mình xóa đi chứ để nó kỳ. Còn cái hình mà không có sống mũi chẳng hạn thì nó cũng kỳ. Thật ra thì sống nó không phải bị phụ thuộc vào sống mũi mà nó còn phụ thuộc vào đường mắt và môi này kia, mà mũi là cái mà mình hay bị nhất, tại vì cái ánh sáng flash nó hay làm mình mất cái sống mũi. Mắt thì vẫn nhìn thấy, môi thì vẫn nhìn thấy, tại vì nhìn thấy rồi thông qua màu sắc. Nhưng mà cái sống mũi thì cái màu da của mũi và màu da của cái những nơi xung quanh nó giống nhau, nên nó khi mà bị mất khối rồi, mất cái đường nét đó rồi thì mình giả tranh nhìn nó giống như là một cái mặt không có mũi thì nó xấu. Thì còn thấy có hai cái lỗ mũi đen thui đây không, nó xấu lắm. Nên cứ cứ thật ra thì không mất gì hết, cứ bấm vô thử, không đẹp thì nếu mà không đẹp thì thôi thì chọn tấm khác, đó là cách của mình. Còn khi mà có làm nhiều rồi, có kinh nghiệm rồi sẽ nhìn sẽ biết được tấm nào đẹp tấm nào không. Nói chung là cái thời loại nếu mà chụp tin xóa phông á, mà thật ra nói tin xóa phông thì hơi kỳ, nhưng mà nói chung là thời loại chụp mà nó ngàn thơ mà nó ánh sáng nó flash quá thì làm tranh nó sẽ không đẹp đâu nha. Không không phải là chắc chắn là không đẹp, mà là nhiều khả năng nó sẽ không đẹp, nên không phải tấm nào làm giả tranh cũng đẹp. Đó là một cái, đó là điều mình nhắc trước. Mình qua giả tranh màu sơn nước nha, bấm vô nào xem nó chạy như thế nào nha. Ok, khi bấm vô thì các bạn sẽ thấy nó sẽ không chạy liền, mà nó sẽ bắt mình là có hai cái này. Đầu tiên là các bạn phải chọn một cái mask, bấm new mask ở đây. Các bạn bấm vô đây, các bạn sẽ thấy nó hiện lên một cái layer mask, và cái brush ở đây nó đổ qua màu xanh như này, các bạn thấy không, màu xanh lá. Cái mục đích là nó muốn các bạn chọn đó, các bạn quét vô đây cho mình, các bạn chọn vùng cho nó vẽ. Nó không vẽ hết hình đâu, nếu bạn muốn vẽ hết hình thì các bạn tối hết hình, còn không hết hình thì như thế này. Rồi sau đó bấm paint now. Khi đang chạy cái tranh màu nước này, các bạn đừng có rời cái, đừng có cho máy chạy nặng quá nha, bởi vì bản thân nó rất là nặng rồi, nó dễ bị lag lắm á. Các bạn mà màn hình qua cái khác, hay là mấy các bạn mà yếu mà màn hình qua khác hay làm những cái khác đó là treo luôn, đáng chịu. Cái màu nước này nó, cái file cài thì nó nhẹ, có bạn có 70 mấy, 79 hay 71 gì đó mê thôi, nhưng mà nó trời chạy nặng hơn cái thằng kia rất là nhiều. Mới mới đầu mình về mình không biết, mình không có resize lại, mình cho nó chạy nguyên bản file 24 MB á, là nó cho cái máy mình treo cứng luôn. Nên sau này mình còn resize về 2048 rồi sau đó mình làm thì nó ok, đợi hơi lâu chút xíu mà nó vẫn chạy tốt. Còn nếu mà muốn làm nhanh thì resize nhỏ hơn nữa. Những cái tấm hình mà in tranh á, thì các bạn nếu mà bạn muốn in ra thì thật ra 2048 là để in ra cỡ cái này cũng đã rất, cũng đã ok rồi nha, phong hình hoàn toàn đẹp luôn, không có lỗi gì hết. Nên đừng có sợ, đừng lo lắng. Còn các bạn muốn in to ra, to ra hơn nữa thì các bạn đợi size nó to hơn. Những cái hình các bạn đã thấy trên tường này đều là file 2048 hết. Thế chạy lâu chưa, nãy giờ mình uống hết, mình nói chuyện trên trò với bạn chạy chưa xong mà là mà mình đã là resize nó xuống còn 1.200 rồi đó. Tại bản thân của nó thì nó sẽ mở rộng tấm hình ra nữa, mình giảm xuống 1.200, nhưng mà cái đó nữa các bạn xem cái tấm hình mà sau khi nó sửa xong là bao nhiêu nha, nó enlarge ra khá là to. Đây tấm hình màu nước xong này nè. Rồi mình coi cái size của nó là bao nhiêu, mình làm thấp này luôn. Cái size của nó nè, nó lên 3.500, 3.700 rồi này, là vì nó phải enlarge ra, nó tạo cái khung phía khung bao xung quanh nè, các bạn thấy không đó, nên nó sẽ làm to ra. Rồi các bạn thấy màu nước này ok không, cũng được đó ha, không có phải gì, không có gì phải chỉnh sửa nhiều. Thì cái màu nước này thì mình chỉ lưu ý cho các bạn là thứ nhất là những cái đường pencil này mình không thích lắm nè đó, mình hay tắt hai tay tắt nó đi hoặc là giảm nó xuống cho opacity nó thấp lên đó, cỡ 45% đi ha, opacity cỡ 45% là ok rồi. Cái thứ hai của màu nước này đó là những cái nó có những cái hiệu ứng mà cái vệt vệt nước vệt màu á, nó bắn vô, những người ta vẫy vô tranh sinh tranh màu nước, người ta hay có kỹ thuật là người ta cầm
nhúng tay tao vậy hoặc là dùng cò tao vậy nhẹ cái thì nó rơi, vô tình nó sẽ rơi vào những cái vị trí ví dụ như con mắt này kia nó không đẹp thì mình nên xử lý nữa. Mình xem cái group nào nó phụ trách cái đó thì mình xử lý nó nha. Ví dụ hay là không phải cái này, không phải cái này, không phải cái này. Đây, detail group. Nó đây. Đó là những cái vệt nước này các bạn thấy không? Những vệt bắn vừa đó thì mình xóa bớt nó đi. Dễ thôi. Mình vô trong sâu tiếp mình coi cái nào là cái mà mình đang khó chịu. Nó làm cái mạch máu của mình có vấn đề này. Thì mình xóa nó. Đây ví dụ như à mình không thích cái này. Mình sẽ tạo một cái masking màu trắng, dùng brush màu đen. Màu đen ha. B. Opacity 100 ok. Nó đang lọt brush của cái hiệu ứng này nên mình sẽ chuyển qua đây. Rồi. Xử lý. Đó. Cái này là tùy vào cảm nhận của người nha. Nên nên không có đúng và sai. Mình nghĩ là mình sẽ xử lý luôn cái đúng đó. Có thể lên ở trên group này luôn này cũng được. Cho mặt nó mình sạch sẽ chút xíu dùng ví dụ vậy. Ô thật ra không đẹp lắm đâu. Chỉnh lại đi. Chỗ nào mình cần thôi. Rồi. Cái lưu ý thứ hai là đôi lúc nó sẽ làm mất những cái chi tiết tay này kia, ví dụ mình nói ở đây thì ok nha, nhưng mà ví dụ như mình muốn cái ngón tay nó rõ ràng hơn chút xíu đi thì mình nên 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 giảm bớt cái hiệu ứng đó lại. Mình sẽ nhóm cái group này từ đây đến đây, mình nhóm nó lại, group nó lại, tạo một masking màu trắng. Rồi tiếp vào màu brush màu vẫn là màu đen, mình để opacity là 20%, mình tô thật nhé chỗ này đó, tô nhẹ thôi để cho nó hiện ra được cái đây, người ta nhận ra được đây là cái tay vậy thôi. Thật ra thì nếu mà là một bức tranh á thì nó có không quan trọng quá chuyện này đâu, nhưng mà tại vì đôi lúc ví dụ như khách hàng nó muốn ủa cái anh cho mình, hoặc là bằng mẫu đó, nói anh cho mình rõ cái này là cái tay ấy, người ta tưởng là đang là cái cục gì đó thì mình cũng phải biết cách để mình chỉnh sửa cho nó hợp lý đó được thôi. Đây các bạn thấy không, trước khi mà bôi sau khi bôi thì nó đẹp hơn, nó rõ ràng hơn chút xíu, hoặc là cái mắt nó không được rõ ràng thì mình cũng bôi đi chút xíu cho nó rõ cái mắt hoặc cái môi như vậy cho nó màu môi đó. Rồi cái lưu ý thứ tiếp theo, mình như lưu ý thứ ba thì là như cái cạnh đường viền mà chạm vô cái đường giới hạn đường viền này, nó nhìn nhìn nó kỳ quá đúng không, các bạn thấy không nè, nếu mà để nguyên thì nó sẽ như thế này vì nó không thật nên mình sẽ phải xóa bớt nó đi. Thì cách làm là mình nhóm hết tất cả các cái layer này lại thành một cái layer trên cùng ha, các bạn biết cái này rồi đúng không, mình không cần chỉnh nữa ha, nhóm hết cái này lại. Rồi mình dùng Healing Brush luôn ha, mình xóa đó cho nó mất cái đường này đi rồi được, nhìn nó thật sẽ thật hơn. Bên này cũng vậy. Đó, chỗ nào mà phải có cái đường 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 nó khó nhìn nó khó chịu á, mình xóa nó đi thì nó sẽ ra được như vậy. Rồi sau khi làm như vậy xong thì mình cũng ra hai cái layer color lookup nó giống lúc nãy. Một cái thì mình chọn warm, một cái là mình chọn winter. Ok. Nhớ chuyển qua mask màu đen hết nha, để bắt đầu mình tô này. Như mình dùng cọ brush màu trắng. Ok, brush màu trắng bấm ít thôi là được ha. 50%. Những chỗ nào mình cần nó tương phản nóng thì mình thêm vô. Phần chữ dưới này. Chỗ nào mình cần tương phản lạnh thì mình thêm vô, nhưng mà lạnh thường mình để opacity thấp tại vì opacity cao thì nó nhìn nó không đẹp, nó không hài hòa. Cái này tùy gu tùy mỗi người nha,
mọi người không nên đọc full theo mình những cái công là đồ thừa ha. Rồi ví dụ như vậy, mình group hai cái này lại với nhau trước sau. Rồi các bạn thấy đó, cái màu tranh nó sẽ nhìn nó đẹp hơn. Các bạn tùy mỗi cái, các bạn có thể giảm opacity của mỗi layer lại, nếu các bạn thấy nó bị động, nó bị hơi lố, các bạn giảm. Rồi mình zoom vào 100% cho các bạn thấy cái tester nữa nha. Đây cái tester rất là đẹp. Cái những cái hiệu ứng màu nước, những cái hiệu ứng brush này mình rất là thích luôn, siêu đẹp và siêu thật. Rồi mình làm thử một tấm khác nha. Ví dụ tấm này. Tấm này chụp bạn Uyên ở Tinfoil Studio cũ màu xanh mướt ha, đẹp ghê. Giờ mà các bạn muốn đó, mình chuyển tấm này qua tranh sơn dầu hay tranh nước? Qua sơn dầu trước nha. Rồi extension export sơn dầu trước đi, tại sơn dầu nó nhẹ, làm trước cho nó nhanh. Bấm vô ngồi chờ thôi, trong lúc chờ thì có thể uống sữa bắp. Mấy cái file cài mấy cái hiệu ứng này mua tiền triệu á, hình như mình nhớ mấy chục đô, nói chung cũng khá mắc, mà mình khoái quá, mình thích quá nên mình mua luôn. Hồi đó là chưa có ai cho miễn phí ở Việt Nam hết, nhiều cái kết quả nó ra bất ngờ lắm. Những tấm mà mình kỳ vọng mình thấy chỗ này ra giả tranh, ra màu nước, ra sơn dầu chắc chắn là đẹp luôn, mà làm xong thấy nó chất quá. Rồi còn những tấm mà mình không thấy không có khả năng gì hết á, thì là ra rất là bất ngờ, rất là đẹp. Nên nó máy chạy tự động thì cứ cho máy chạy thôi, trừ khi máy mình cùi bắp quá, nên mỗi lần là mỗi lần cực hình nhá, thì mình nên cân nhắc lựa chọn trước. Mà em nghĩ là nếu mà không nhất thiết phải in khổ lớn á, thì resize lại trước đi, đừng có để hình to, chứ làm nó nặng nó chậm. Dạ chắc em edit cái clip này em cắt giữa bớt những cái phần không cần thiết đó, rồi em up lên YouTube, rồi trong cái phần mình mô tả em sẽ để luôn cái link này. Còn những người nào nhưng mà vô anh hay anh thì cứ gửi cho em cái email trước, em sẽ gửi cái link qua trước. Đây là hình sơn dầu ha, nhìn cũng rất khá là tốt rồi á. Thật ra thì nhìn như thế này là ok nè, chỉ cần tẩy bớt những cái màu đen này trên mặt mẫu. Đây là cái em nói là cần phải tinh chỉnh, cái mình nói mình cần phải tinh chỉnh đó chính là những cái chỗ này. Nó những cái vết loang lổ này nó nằm không đúng vị trí, và nó cũng có một số cái nó không để cho mình biết được đây là đâu là cổ hay đâu là tóc gì đó, thì mình cũng nên bỏ bớt. Thì mình bấm vô cái review pack này ha, chọn cái brush dùm, chọn cái brush là 0%, ok, màu trắng. Rồi tẩy đi thôi, easy, dùng nhẹ lên cao vào đây. Đó, hoặc là cái tay này, xóa ít, là để 20%, nhớ để 100% nha. Xóa. Đó. Nè, cái này mà không xóa là cảm giác cái tay nó bị tà le rồi, thấy không? Nhưng mà, thật ra để luôn cũng được nha, nhìn nó cũng hạt, không có ấy lắm đâu, nhìn nó khá hạt á. Để luôn cũng không sao, nhưng mà sở thích của mình là xóa, nó chỉ là dùng brush thôi, không có gì khó khăn cả. Ở đây rồi, cái phần pen level này mình cũng thường để một cái masking màu trắng, mình dùng brush màu đen opacity 50% để cho rõ nét những cái chỗ mà mình cần nét, ví dụ như cái chỗ tóc này nè, mình cần nó rõ là cái tóc một chút xíu. Nó sẽ hơi sai so với tranh, tại vì tranh thì sẽ không có detail nhiều như vậy. Nhưng mà đây là đôi lúc mình chấp nhận, mình làm rõ theo yêu cầu khách chẳng hạn, hay là theo cái sở thích glory của mình. Nó không thể nào hoàn toàn thay thế tranh được là vậy. Đó.
Ví dụ rồi cái đường gân của tester này nó nằm ở vị trí này, nó nhìn nó hơi bị khó chịu. Đây đây mình cũng tạo một cái masking màu trắng opacity 100% nha, brush màu đen 100%, xóa. Rồi nó muốn chỗ này như vậy, nó muốn nằm đâu nằm luôn, đừng có nằm những chỗ nhạy cảm đó. Đây là tranh sơn dầu, tinh chỉnh gì thì nữa thì tùy ha. Các muốn thêm hai cái layer color lookup nữa giống giống mình nữa hay không thì tùy. Mình thêm thói quen của mình là mình sẽ thêm hai cái, một cái là warm, một cái là winter. Thì opacity thì tùy chỉnh, brush màu trắng luôn. Rồi ví dụ như cái này thì cái màu vàng da mình sẽ thích nó đậm đà hơn đó, thì nó tươi, nó có năng lượng hơn, các bạn thấy không? Cái màu vàng, cái màu này nó cảm giác nó cũng lãng mạn hơn đó, nó giống màu cinematic. Rồi qua cái phần winter màu xanh, mình đã chỉnh opacity xuống thấp. Rồi, các bạn thấy có giống giống nắng lên chưa? Đây, hai mình có thể nhìn hai cái này. Các bạn thấy thật ra thì không phải riêng tranh nha, mà trong cái hình chụp á mình cũng hay áp dụng cái này để tạo ra cái độ tương phản nóng lạnh là một, hoặc là thêm cái màu nắng cho nó sinh động, nó rực rỡ, nó năng lượng nhiều hơn nữa, hoặc là muốn cái lạnh lẽo và cái năng lượng tích cực nó tương phản với nhau, đối lập với nhau thì mình hay dùng cái này. Đó, quan trọng là mọi tinh chỉnh nha, chứ bây giờ chứ không phải, thật ra đây cái này không phải là cái mình thích đâu, nhưng mà mình làm sơ sơ cho mọi người hiểu vậy thôi, mọi người tinh chỉnh là cho nó phù hợp nha. Rồi bây giờ xong phần tranh màu sơn dầu ha, mình thường chuyển cái này sang màu nước nha. Rồi bây giờ mình chuyển cái này qua màu nước nha các bạn ơi. Rồi cho nó 1000 thôi, 1000 là siêu nhỏ rồi. Và window nè, extension epic boss, làm một lần nữa về cái màu nước này là xong hang, là mình kết thúc cái livestream là được rồi. Rồi các bạn new mask thì các bạn trong phần new mask này á, tô màu xanh, các bạn tô những phần nào các bạn muốn thể hiện nó thôi, không cần tô hết màu nha. Ví dụ như này mình chỉ cần, ví dụ như mình chỉ cần chỗ này thôi, mình không cần phần dưới luôn đi nha. Mình thích thêm một phần lá phía trên để cái này, cái bức tranh này nè, nó đẹp hay nó cái phần lá này nó tạo ra cái độ đẹp, chứ phần lá rồi nó tạo cho độ đẹp bức tranh của bức hình, nên mình muốn nó thêm nó vào trong bức tranh đó luôn. Đó mình chỉ cần như đây thôi, mình không có lấy hết hình gì hết á, nó nhìn nó ạc hơn. Rồi mình bấm pen, rồi chờ uống cà phê, quên uống sữa bắp tiếp. Nói chung là nó nặng thiệt, nên tất cả thứ nhất là muốn làm cái phần mà màu nước á, là đóng hết tất cả những app mà không cần thiết đi, thậm chí là Facebook là đóng luôn. Chạy một mình nó thôi, và trong lúc nó chạy thì cứ kiên nhẫn đi uống cà phê. Còn máy mạnh rồi thì vô tư nha, máy mình hơi bị yếu. Dạ đúng rồi anh Phong ơi, cái phần màu nước là mình không cần lấy hết hình, mình thấy mình thích chỗ nào đẹp, mình cảm giác chỗ nào đẹp, chỗ nào nó phù hợp thì mình mới tô cái màu xanh đó lên thôi. Đó là lý do tại sao mà nó yêu cầu mình tạo một cái masking màu xanh lên là như vậy. Bấm cái new mask thì nó sẽ cho mình một cái masking mà nó chủ động chuyển cái brush sang màu xanh lá cho mình, để chuyển là để nó hiểu được cái vùng mình sẽ chọn. Đó thì nó đang làm công việc của mình đơn giản là vậy thôi, còn lại là nó sẽ tự làm. Cái phần màu nước này là mình can thiệp không có được nhiều vô, giống như là sơn dầu mình can thiệp vô nhiều, tại vì nó là những cái mảng, những cái texture nó có đường nét. Còn màu nước thì cái màu nước thì đã là màu nước thì cái đường nét nó không có sắc, nó loang, nên mình không can thiệp vô được nhiều. Mình thấy chỗ nào nó hơi bị quá thì mình giảm bớt cái hưởng nó lại thôi. Không nên cái màu nước là chạy thì lâu rồi thôi, nhưng mà có thành quả xong một cái là gần như mình không có sửa gì luôn. Đó đây này, cái này thì em gần như không có sửa gì hết, em chỉ không, bản thân em không thích cái những cái đường chì, gọi là pencil, những đường chì như thế này thôi. Đó thì em hay xóa cái đường chì, hoặc là
cho giảm bớt nó lại. Nó là cái group pencil line nè, em hãy giảm nó xuống 40% đi ha. Đó là em thấy ok nên giảm, nhưng mà có vấn đề là đó, em thấy không, nó nhìn giống như mỗi cái đầu cái chỗ này nè, nó giống như bị hói nè, nó giống như là không có gì gì, nó rất là kỳ, nên bắt buộc là mình sẽ phải can thiệp vào chỗ này, hay là chỗ này không có phân biệt được đây là cổ hay là gì hết, nhìn nó kỳ cục quá, giống như cái đầu lâu đó. Thật sự đó là do cái hướng nha, chứ không phải là do máu, do hiệu ứng, nên mình bắt buộc mình phải can thiệp vô. Thì em hay nhóm ba group này lại thành một group, tôi bắt đầu từ ground surface cho tới background, nhóm lại tạo một cái masking màu trắng, dùng brush màu đen, brush màu đen, ok màu đen, opacity 20%, rồi tô những phần nào mình cần fix lại mình tô lại, cứu vẫn cái những chỗ này lúc này là mình không cần hiệu ứng màu nữa, mà mình cần nó nhìn đỡ kỳ cục thôi. Đó, cái mắt gì nó sâu quá rồi. Đó, chỗ nào mà kỳ cục quá là mình cứ tút 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 tút. Rồi những chỗ khác nó có hiệu ứng màu nước là đẹp nha. Còn những chỗ mà quan trọng, những chỗ mà nhìn nó hơi kỳ kỳ là mình bắt buộc mình phải chấp nhận thôi. Đó. Nó nếu mà nó hơi bị lố quá, nó hơi bị rõ ràng quá, thì bắt đầu mình chuyển brush lại qua màu trắng, opacity để ví dụ như bây giờ em để 40%, em quét lại chút rồi bốn hơi lố, em nghĩ là vẫn 20%, quét lại chút xíu rồi. Đó đó là cách làm của em thôi, cái làm của em khá đẹp ha, nhìn nó ok. Thì bây giờ em vẫn thêm hai cái ở trên này, em vẫn thêm hai cái laser của lookup thôi. Cái là quang và một cái là winter. Cái này mình nhắc lại là tùy gu mỗi người nha, không có ai giống ai đâu, nên gu của mình là thích để vậy đó. Đó. Nhìn nó ngon hơn, nhìn nó thích hơn, cái màu của tranh nó thường nó đậm đà hơn là màu digital. Rồi, làm kỹ hơn chút xíu đi ha, thì nó sẽ đẹp hơn. Còn này em thì em làm nó vậy thôi, nó hơi ấy, nhưng opacity nguyên cái group này lại. Đó được. Nè, trước nè, sau nè, trước, sau. Màu xanh cho đậm hơn chút xíu. Màu vàng cho dưới này nhỏ hơn. Dưới như vậy. Thế là mấy cái công cụ Photoshop này là những công cụ cơ bản rồi, nhưng ai đã biết Photoshop thì sẽ bắt buộc phải biết những cái mà em vừa chỉ, nên em làm nó hơi nhanh. Đây là một đó, bức tranh này là bức tranh nha, dạ tranh sơn dầu và tranh nước nó đây. Đợi xíu nghe, to này lên chút rồi. Đây là tấm em in ra, và nhầm hơn nữa. Treo tường nhìn rất là đẹp ha. Cái in trên vải canvas, in trên vải canvas, nên cái vải này nó có thớ, nó có texture sẵn nè, nó thêm cái những hiệu ứng của mình vô nữa, nên nhìn nó rất là ok. Đúng rồi đó man, in trên canvas là bao bao đẹp luôn á, tại vì các bạn đứng studio của anh mà nhìn những bức tranh như thế này trên này nè, hoặc là những cái tấm anh mới cầm á, là các bạn không không ai phân biệt được luôn, đứng xa đứng cách 1 mét luôn không phân biệt được, chỉ có rờ tay vô thì mới thấy là nó kỳ kỳ. Tại vì tranh sơn dầu nó sẽ có độ lồi lõm của cái vết sơn dầu á, thì những bạn nào mà tiếp xúc với tranh sơn dầu rồi thì mới 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 hiểu được, mới thấy được là rờ vô mới thấy là không 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 có cái độ lồi lõm đó, nhưng mà đứng cách xa 1 mét thì vẫn cảm giác được cái 3D
của cái việc đó, nên đây là những hiệu ứng mà anh rất là thích ở chỗ đó, như là nó factor ổn nhất trong tất cả những hiệu ứng mà anh đã tìm tìm hiểu và đánh lừa được gần như 100% những người không chạm vô nó. Còn nếu mà là gọi là những người mà chưa từng vẽ tranh á, thì cho dù cho chạm vô luôn người ta cũng không phân biệt được luôn. Nó đánh lừa thì không đánh lừa, nhưng mà đây là một cái cách mà mình vừa chụp hình mà mình vừa lấy cái đó làm thú vui cho mình in ra để nhìn nó thêm một cách khác, để nó là một cái để decor cho cái phòng mình nó cũng đẹp hơn. Thì em thấy anh bây giờ anh không mua tranh bên ngoài mà anh toàn lấy tranh anh vẽ, hoặc là những cái tấm hình phong cảnh mà mình cực kỳ thích trên Shutterstock hay là những trang đó, thì mình mua và mình in ra, mình tạo hiệu ứng xong mình in ra rất là đã. Rồi bây giờ mình xin kết thúc buổi livestream này để up file lên gửi cho các bạn nha. Các bạn file lên đó thì cài dễ thôi, không có gì khó nha. Các bạn lên Google các bạn search cách cài là được. Cách cài Epic Spot, nó là Epic Spot. Cái keyword để các bạn tìm những cái này đó chính là Epic Spot. How to install Epic Spot là hết. Không có cái gì khó khăn. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn. Nếu mà các bạn muốn mình làm thêm cái gì đó thì chắc mình chỉ có làm về Lightroom và Photoshop thì hai cái đó, hoặc là chụp hình kỹ thuật chụp này kia thì cũng không có gì nữa nhiều, thì comment hoặc là nhắn tin mà yêu cầu mình làm mình sẽ thử thử biết đâu sau này kiếm cơm nhờ cái này, chứ bây giờ chụp hình là chết đói rồi. Hẹn gặp lại, chúc mọi người bình an trong mùa dịch nha.